Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi viếng chùa Đông Lai, hay còn gọi là chùa Bánh Xèo. Chùa Bánh Xèo thì nằm ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Mời cả nhà cùng theo chân mình đi viếng chùa Bánh Xèo nha. Ngôi chùa rất là rộng lớn luôn. Chùa đẹp thì rất là thoáng mát luôn cả nhà. Khi mình đi đến chùa này á, là phía sau chùa đó người ta có đãi ăn, người ta đổ bánh xèo liên tục, ngày nào cũng có đãi hết trơn á cả nhà. Các Phật tử đến chùa này rất là đông luôn, nhất là vào ngày thứ bảy chủ nhật, ngày cuối tuần nữa cả nhà. Trước cửa chùa đi vô phía bên tay phải thì có thờ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn mình vô chùa phía bên tay trái thì có thờ tượng Phật nằm. Cho nên là ngôi chùa này còn có tên là chùa Phật nằm nữa nha cả nhà. Thank you.
theo hai bên hông của chùa thì người ta bán đồ rất là nhiều, đồ giải, đồ chơi trẻ em. Bên đây là đồ rất nhớ tiền các bạn đánh mất. Mình đi qua cái khu này cũng bán đồ nữa nè, cũng nằm phía bên hông cái chùa đó. Ba cá trăm hai ơi, đây bán giải đây nè kia nè. Quần áo, đồ lưu niệm, xin chào. Đây cái gian hàng bán đồ lưu niệm. Đây là mình vô trong cái nhà mà đổ bánh xèo của ngôi chùa này cả nhà. Đây cái anh thanh niên này rất là giỏi luôn cả nhà. Đổ bánh xèo là siêu đỉnh luôn. Một anh là 10 chảo. Đổ bằng bếp củi, thường như nấu bếp củi là nó nóng cả nhà. Nóng hơn là mình xài bếp ga hoặc là bếp điện. Mà mười cái lò xung quanh gì là rất là nóng luôn. Rồi mấy anh đổ hay thì đổ nhanh gọn lẹ luôn. Vào những cái ngày mà lễ đó cả nhà, thất hành hương đến chùa rất là đông luôn. Cho nên là chùa đổ một ngày là mấy ngàn cái bánh xèo luôn để phục vụ các tín đồ Phật tử đến đây để người ta cúng giếng, sau đó người ta dùng bánh luôn. We'll be right back.
Còn đây là khu vực nhà ăn. Nhà đó bánh xèo thì bên hông kế bên. Các tín đồ Phật tử đến đây dùng bánh xèo thì có cái khu bia, có khu nhà ăn ở tại chỗ này. Đây các loại rau để mình ăn chung với bánh xèo. Bên đây thì cũng có một nhóm mạnh thường quân người ta cho bún. Video mình đến đây cũng kết thúc. Thấy hay xin cả nhà để lại một like, một đăng ký để nhóm Hảo Quý miền Tây của chúng mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video hay hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nhóm mình thời gian qua.